nhục ghê, khổ nhục ghê. Cũng may là lúc đó có người đi rừng, cho nên bọn chúng bỏ chạy. Chứ nếu không, chắc cũng không còn mạng để quay trở về rồi. Tất cả hàng hóa vốn liếng đã bị bọn chúng cướp sạch. Thôi thì của đi thay người, cậu đừng nuối tiếc làm gì. Hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe, rồi gầy dựng công việc sao? Dạ. Cậu uống thuốc đi, chén thuốc này giúp ích cho vết thương. Thật là ngại quá, nơi đây không ai thân thích, nên chỉ nhớ là có quen với Mạc phu nhân, cho nên... Cậu đừng có ngại, Mạc phu nhân của tôi là một người rất nhân từ, luôn làm việc có phước. Cậu mau uống chén thuốc đi, để nguội đó. Dạ, băng bó như vậy cũng đã ổn, thuốc thì cũng đã uống, không dám phiền phu nhân nữa. Xin phép phu nhân, tôi phải đi rồi. Khoan đã, cậu định đi đâu trong khi bị trọng thương như vậy? Cứ ở đây dăm ba bữa, khi nào khỏe lại thì hãy trở về cố hương. Nhưng mà... Đừng có ngại. Quản gia. Dạ. Ông xuống bếp xem có món gì ngon thì mang lên đây tẩm bổ cho cậu Lộc nha không? Dạ thưa bà. Đa tạ. Ta yêu nàng.